Dạ, xin thân ái kính chào tất cả quý cô chú bác và anh chị yêu thích mai vàng trên cả nước hai cô chú anh chị. Hôm nay em tiếp tục phải trở lại với chỗ anh Trạng gần sân vận động thành phố Cần Thơ ha. Giao lưu chia sẻ cùng quý cô chú anh chị lô mai cây Tết nha cô chú anh chị. Đây là cây giảo sư nữ hôm nay chia sẻ giao lưu khá là nhiều đến với cô chú anh chị. Thì hôm nay cũng tiếp tục một số hoa nha. Sao mới đại lộc để vàng giảo sư nữ ha cô chú anh chị ha. Rồi, xin chào anh Trạng ơi. Rồi, chào anh Nghiệp, chào cô chú anh chị trên cuộc sống thơ gian ha. Rồi hôm nay em về lô mai mới anh chị. Rồi hàng đẻ bàn. Về bên đây là về có mấy loại anh chị, thọ hương, đại lộc với giảo siêu nụ anh chị ơi. Rồi. Thì cũng đang một chương trình ủng hộ em, số điện thoại em là 0932 999393. Zalo số đó anh chị ơi. Dạ, rồi. Cái đầu tiên là mã số 1 cây cúc thọ hương siêu nụ. Siêu nụ nụ to nha quý cô chú anh chị, tàn ấm ha. Cái này về anh chị mình lật lá ra thấy nụ không ha, nè nụ ghê yeah. Bành bành luôn nha cô chú anh chị, dữ lắm luôn ha. Hai bò cái này về mình lấy bò mình ghép con đá nữa ha, con nu lấy bò về có bông điền luôn. Bành 12 cao 55 là ngang 62. Mã số 1 này xin giao lưu anh chị mình 700.000. Dạ, 700k nha cô chú anh chị. Rồi mã số 2 anh chị ơi. Số 2. Cúc thọ hơn luôn nha. Ngắm nha cô chú anh chị, tràn bự ha. Cây mình ghép được 4 bò. Cô chú anh chị. Cái này tàn ấm nha anh chị, tàn tròn vo luôn. Cây này nụ dữ lắm, nụ anh chị ơi. Nụ cũng bành bông luôn nha cô chú anh chị nha. Rồi, chém với thông số anh ơi, mã số 2. Hoành là 13. Cao là 55. Tàng ngang là 65. Rồi mã số 2 này em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 800.000 ha. Cái tàng này để vàng hết sợi 37 nha quý cô chú anh chị. Tròn do luôn ha. Đó. Cái này dữ lắm nha anh chị, đẹp lắm nha. Rồi mã số 3 anh chị ơi, thọ hương luôn. Có bông luôn rồi, rồi cái này cái bông nó chà bá luôn. Bông này nở được hôm nay đến ngày thứ 2 nè. Bông này mới nở hồi sáng. Chuẩn bị ra mắt rồng nha cô chú anh chị. Cúc mắt rồng. Cúc thọ hương nha cô chú anh chị. À, số 3. Cái này ghép được 4 bo nha cô chú anh chị nha. Rồi, thông số ní ơi. Rồi, hoành là 15. Chiều cao là 55. Tà ngang là 60. Rồi, mã số 3 này xin giao luôn cô chú anh chị mình cũng là 800.000 luôn ha. Dạ, 800k mã số 3. Mã số 4. Mã số 4. Mã số 4. Có 1 á. Mã số 4 cúc to hơn luôn nha anh chị ơi. Đó. Tàn thông nha cô chú anh chị ơi. Cây nút nụ cũng kín luôn nha anh chị ơi. Già mùa nha cô chú anh chị. Cây nụ nhiều lắm chị, nhóc hết trơn. Lá nó còn sậm cho nên chị mình thấy nụ nó hơi khuất ha. Mã số 4. Đó, nụ này nha cô chú anh chị ha. Lá ra mới thấy nụ ha cô chú anh chị. Giật mới rồi. Thấy. Cái này hoành là 13. Cao 72. Tàng ngang 70. Rồi mã số 4 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 750.000. Tiếp tục mã số 5. Tiếp tục là mã số 5 là cây cúc 24 cánh chị ơi. Cúc 24 cánh là siêu nụ siêu bông nha cô chú anh chị. Bông dữ lắm bông cho chú anh chị ha. Cái này lá nó khằng nụ quá trời nụ anh chị. Cúc 24 cánh này nó rất là sai bông giống như cúc 36 như vậy chú anh chị. Hai dạng cánh nó khác nhau ha. Mình chơi lâu thì mình sẽ biết ha, nhưng mà nó từ 24 cánh trở lên ha. Nó là chuẩn giống cúc xưa giờ nha cô chú anh chị. Mã số 5. Cúc 24 cánh. Cúc 24 cánh.
mình ghép được 3 bo nha quý cô chú anh chị nha. Cái này hoành là 13, chiều cao là 59, tàng ngang là 50. Đó, cái này nút dữ lắm nha anh chị, nút đều chứ ha. Đó. Rồi mã số 5 này xin giao luôn cô chú chị mình là 500.000. Dạ 500k mã số 5. Rồi mã số 6 anh chị ơi, cúc 24 cánh luôn. Dạ, mã số 6. Mã số 6. Lên dở vậy không có bị khan tiếng hết đâu. Ham lắm. Hoành 13, chiều cao 59, tàng ngang 55, mã số 6 xin giao lưu. Đó, cúc 24 cánh gì vậy? Rồi này mã số 6 nha. Rồi xin giao lưu của chú chị mình là 450.000. Dạ 450 nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, tiếp tục. Dừng cái này. Dạ mã số mã số 7. Số 7, mã Đại Lộc nha cô chú anh chị. Đại Lộc nha anh chị, Đại Lộc nụ dữ lắm luôn nha. Vào mùa ha anh chị. À, cây nhỏ nhưng mà ghép già mùa ha, ghép 4 bo. Cái này của chú anh chị mình chơi để bàn khách, bàn uống trà anh chị. Bàn uống trà chơi là ok ha. Để giống là luôn về ghép thôi ha cô chú anh chị ha. Cái này là chuẩn bông nha anh chị. Mấy cái hàng này hàng em ghép gần 2 mùa trên này cho nên là bông nó ok lắm. Hoành là 17, chiều cao 50, tàng ngang 48, mã số 7 này xin giao lưu cô chú anh chị mình là 450.000. 450.000 anh chị, em bao ship em tặng chậu luôn ha. Dạ. Yeah, đóng kiện luôn nha cô chú anh chị, này, hoành tráng luôn á. Mấy cái này đó đóng kiện, hàng Tết phải đóng kiện chứ không có đóng phụ shop nha. Mã số 8, Đại Lộc luôn nha anh chị. Cái nào nút nụ tròn vo hết trơn. Đại Lộc tháng này nó lá nó hơi xấu tí nha anh chị. Mã số 8. Đó, lá xấu thì nụ nhiều ha anh chị, nụ dữ lắm nụ luôn ha. Kẹo luôn á. Thì tháng này không có xịt sâu, xịt thuốc chứ anh chị cho nên là lá nó hơi bị xấu ha. Rồi, xin hơn số này. Hoành là 15, cao 52, tàng ngang 50. Số 8 này xin giao lưu cô chú anh chị mình là 450 luôn nha. 450 mã số 8 nha cô chú anh chị. Mã số 9. Số 9. Cái đó hay để lọc để bàn. Mã Đại Lộc luôn nha anh chị. Cái này ghép được 4 bo luôn nha. Cái này để bằng uống trà ha anh chị, rất đẹp ha. Như thôi là nở ra kính cây luôn anh chị. Đại Lộc nó nở là 4-5 bông không ngang đủ nha. Rồi, một con to nữa. Số 9 nha cô chú anh chị. Hoành 16. Dạ, hoành 16. Cao 45. Tàng ngang 48. Mã số 9 này xin giao lưu chị mình 450.000 luôn. Dạ, 450. Mã số 10. Số 10 Đại Lộc luôn. Dạ. Quốc cặp đóng kiện cho dễ cô chú anh chị. Ừ. Cái này ăn cặp này không tới 1 triệu nữa anh chị. Mà về mình để là chơi Tết ok ha, để 2-3 chỗ luôn. Ừ. Lọc vô nhà ha anh chị ơi. Lọc lớn luôn nha, Đại Lộc lọc lớn luôn nha. Bông đẹp, bông thơm. Từ 20 đến 49 cánh luôn quý cô chú anh chị. Ừ. Rồi, thông số luôn nha. Hoành là 15. Cao 50, tàng ngang 50, mã số 10 này xin giao lưu là 400.000 anh chị ơi. Dạ 400k mã số 10. Ra ngoài giờ anh chị mình mua pho cũng là 200.000, 300.000 pho nhỏ nhỏ vậy ha. Cho mình ghép nữa, thay vì mình thời gian nó ghép đó, mình mua cây gì mình chơi ha anh chị, thành phẩm ha. Khỏi chăm sóc gì hết trơn á. Lúc mà mới ghép chăm sóc cực lắm. 11. Rồi cô chú anh chị nào ủng hộ em thì liên hệ số điện thoại ha. 0932 99 9393. Số đó em xài Zalo luôn nha anh chị. 11 Đại Lộc. Cây này ghép 5 bo. Đó, cây này củ đế đẹp nha anh chị. Rồi, thông số luôn. Mình bỏ có 1-200 ngàn nữa mà mình rút ngắn thời gian nuôi đâu cả là nhận hơn 1 năm ha.
Phạnh 15, K49, Tàng An 52. 10 mẫu này xin giao lưu là 450 ngàn. Dạ, 450, mã số 11. Mã số 12. Mã số 12. Cô chú anh chị đợi chờ coi cuối clip ha, cuối clip có siêu nụ, giỏ siêu nụ ha, nụ dữ lắm luôn ha. Mã số 12. Đại lộc luôn nha. Cây này ghép được 4 bo. Đại lộc nụ nở bông lắm nha anh chị, thường nở qua mùng không nha. Quanh 16, chiều cao 51, tàng ngang 48. Mã số 12 xin giao lưu 400 ngàn. Dạ, 400k, mã số 12. Tiếp tục là mã số 13. 13 cũng là đại lộc nha cô chú. Cái tháng này anh chị xem lá này hơi vàng vàng, không có gì anh chị. Nó chỉ già lá thôi anh chị xem ha, nó còn tươi gói nữa ha. Đó, chỉ già lá thôi. Đó. Đại lộc này thì vận chuyển lên thì đôi khi nó rụng một vài lá, một ít lá thì chúng chị mình thông cảm nhận em ha, không có gì ha. Không ảnh hưởng gì cây cối chừng á. Mã số 13. Quanh là 18. Cao 60, tàng ngang 48. Mã số 13 xin giao lưu anh chị mình là 450 ngàn. Dạ, 450k, mã số 13. Rồi, tiếp tục là cây này siêu nụ nha anh chị. Dạ, anh chị xem rồi, em là đặt lá ăn cây cho anh chị xem rồi đó, nụ gì đó. Nụ như xương cá luôn ha. Đi, liền gốc hết rồi nha cô chú anh chị nha. Ghép liền cốt chỉ ghép 27-3 mùa ha. Bông to đẹp nha anh chị, 8-12 cánh nha anh chị ơi. Cái này nụ thấy khủng khiếp luôn, chị lặt lá gần cái là thì nói chung là cây đó sao cây này gì đó anh chị ơi, nụ gì đó. Cây này cô chú chị nào thích mua về chơi thì em bán luôn ha, liên hệ em. Cây lặt lá rồi á, để cũ nó có đẹp nha cô chú anh chị. Hoành chính, chiều cao 48, tàng ngang 55. Mã số 14 này xin giao lưu cô chú anh chị mình là 700 ngàn. Rồi, 700k, mã số 14. Mã số 15. Tặng chậu luôn nha cô chú anh chị nha. Tặng chậu luôn. Cái này có cái củ đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Mã số 15. Thấu thân cao hả cô chú anh chị. Mã số 15. Giả siêu nụ mã số 15 nha quý cô chú. Nụ thế gì anh chị, nụ trong thân nụ ra luôn ha. Rồi hoành là 10, cao là 62, tàng ngang 54. Mã số 15 xin giao lưu cho chị mình là 650 ngàn. Rồi 650, mã số 15. 16, giảo siêu nụ luôn nha anh chị. Mã số 16. Cây này ghép liền cốt lắm anh chị, lâu lắm hàng anh chị xem nè. Đó liền do luôn ha. Ghép cái này nè anh chị. Cái thằng ở trên bằng cái thằng ở dưới luôn ha. Quanh là 10. Cao 45. Tàng ngang 58. Mã số 16 xin giao luôn là 700 ngàn anh chị ơi. 700k, mã số 16. Rồi, giảo siêu nụ. Bông chùm hả anh chị, nụ khích luôn ha. Cứ ngắt chân. Mã số 17. 17 một cây dáng hết siêu nha cô chú anh chị, để đẹp nha. Mã số 17. Rồi. Củ đế là 18. Hoành là 9 nha anh chị. Chiều cao là 63. Tàng ngang 64. Rồi mã số 17, cây giảo siêu nụ này em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 700 ngàn. 700k nha cô chú anh chị nha. Giảo siêu nụ. Rồi. Mã số 18.
Dảo siêu nổ luôn nha anh chị ơi. Củ tròn vo luôn nha cô chú anh chị. Mã số 18. Mã số 18. Dảo siêu nụ luôn hả anh chị? Rồi cái củ này là 17. Hoành là 9. Chiều cao là 50. Tà ngang là 59. Mã số 18 này xin giao lưu của chú anh chị mình là 700.000. 700k nha cô chú anh chị nha. Mã số 18 nha. Đế đẹp nha cô chú anh chị. Rồi đổi giùm luôn ní ơi. Mã số 19. Rồi cây giảo siêu nổ lùng lực luôn hả anh chị? Lùng tròn do luôn nha cô chú anh chị. Cái này mã số 19 anh chị. Lùng liền, lùng liền luôn nè. Lùng liền lạc nha quý cô chú anh chị ơi. Lùng lần lực 19. Cái củ nó bên trong nó động lên một củ nha cô chú anh chị. Không thấy được ha. Cái này. Cái này đó, cái củ nó nhỏng bên. Nó nhỏ mà nó đẹp hả anh chị. Tàn kính nó dần ấm. Nhỏng bên lên ha. Đó. Rồi. Này đo hoành cũng khó nè. 7, 8, 9, 10, cái củ này là 15 nha anh chị. Hoành là 8 thôi. Chiều cao là 40. Tàn ngang là 58. Rồi mã số 19 này em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 700.000. 700k mã số 19. À, cây nhỏ mà lùng lực hơn chị. Cái này để vàng là giống như bình bông nha. Ừ, tròn vo luôn. Rồi. Có chậu tặng chậu cô chú anh chị nha. Rồi mã số 20 anh chị ơi. Giảo siêu nụ luôn ha. Dạ, cái này nụ rồi trời. Cái này củ cũng lớn nha cô chú anh chị. Cái vàng ngủ đó nè. Thích biết không. Mã số 20. Giảo siêu nụ. Rồi cái củ nè. Cái củ 12. Hoành là 9. Cao 52. Tàn ngang 59. Rồi mã số 20 nè em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 700.000. Dạ 700k mã số 20. Mã số 21. Siêu nụ luôn. Mã số 21. Cái này có cái đế này đế đẹp, đế đẹp anh chị. Con thú vậy. Ờ đúng rồi. Mini ha. Là nhìn là gian thú bốn chân nè. Hai chân trước ha. Mình lắc bên nè cô chú anh chị. Đuôi nè. À, có đuôi luôn nha cô chú anh chị. Như con thú vậy. Số 21. Dạ siêu nụ mã số 20. 21 22 ta. 21. À. Cây này đế quá nha anh chị. Đế nè. Rồi, củ này là 14. 14. Hoành là 8. Cao là 50. Tàn ngang 60. Rồi mã số 21 này em xin giao lưu anh chị mình là 700.000. Dạ 700k. Giá siêu nụ 21. 22. 22 giỏ siêu nụ luôn cô chú anh chị nha. Còn bỏ là liền cốt hết ha quý cô chú anh chị. Cái cây này về chăm rất là dễ nha cô chú anh chị đừng có lo ha. Chỉ cần mình tưới dưỡng rễ xịt sâu đều đặn cho nó ha là ok ha cô chú anh chị. Anh nào ba mờ là hãy tưới thường xuyên anh chị, ví dụ như là mình nếu mà từng tưới được phải 10 ngày nửa tháng mình tưới lại anh chị để cho bộ rễ nó mạnh ha. Hoành là 10. Cao là 57. Tàn ngang 58. Mã số 22. Rồi xin giao lưu chú chị mình là 700.000. Dạ 700k. Cô chú chị nào mà về mình kiểm tra lại ha. Nếu mà mình chăm sóc mà mình không tưới thường xuyên ấy, mới không được nha. Còn cứ 10 ngày hoặc 7 ngày tưới lần nè. Cây phát triển bình thường nha quý cô chú. Mã số 23. 23 dạo thủ đức. Dạo thủ đức cho anh chị. Tốt nhất luôn ha. Cây siêu nụ nha cô chú anh chị. Thủ Đức siêu nụ không nha. Dạo Thủ Đức nụ dữ luôn á. 23. Thủ Đức chứ Đại Lộc nó nụ nó giống giống nhau nha cô chú anh chị. Cái này như cũng liền cốt ha cô chú anh chị ha. Cũng ghép liền cốt rồi, bằng tay cái anh chị. Rồi.
Hoành là 7, cao 46, tàn ngang 49, 23 là xin giao luôn của chú chị mình là 400.000. Rồi 400k luôn của chú anh chị ơi. 400.000 có con cây để bàn hay bông vậy luôn ha. 24 cây dẻo siêu nụ để thú của chú anh chị. Cái này đế anh chị nhìn nè. À, cái này nụ kinh vậy luôn. Đế thú nha cô chú anh chị nha. Đế thú lên da cám 100% luôn. Cái này mà cô chú anh chị nào mà phái về hàng quái ha. À, đưa nó về, đưa em nó về bộ sưu tập mình ha. Cái này quái lắm nha anh chị. Dẻo siêu nụ nha cô chú anh chị ha. Mặt cắt rất là mạnh nha cô chú anh chị. Đó, nó múp luôn gần bích rồi ha. 24 tàn kính ấm tàn nha cô chú anh chị ơi. Rồi thông số luôn ní ơi. Dẻo siêu nụ nha cô chú anh chị. Hoành là 15, chiều dài con thú là 38, chiều cao 42, tàn ngang 67, chiều dài cái tàn này là 83. Rồi 24 em xin giao lưu chứ chị mình là 2.500.000 ha. Dạ 2.500.000 nha cô chú anh chị nha. Một cây đế thú ha. Mã số 24. Rồi đổi luôn nhé này. 25 cây hoa hồng thanh tú nha anh chị. Cây lớn nha cô chú anh chị ơi. Thôi lùng lực luôn, đế lực luôn nha cô chú anh chị. Rồi cúc hoa hồng thanh tú. Lùng lực nha cô chú anh chị. Cúc hoa hồng thanh tú. Cây này về cô chú anh chị mình nhân giống là cũng dữ lắm luôn ha. Rồi cây này đế đẹp lắm nha anh chị. Rồi đây là thân lùng lực ha, nó hơi lắc nhẹ tí anh chị. 24 giờ luôn nha cô chú anh chị, lùng lực tàn đa ha. Cái lắc. Khôi này của nó mà một năm nữa là cô chú anh chị thấy hết sảy nha. Nhìn cái khôi tàn đa rất khéo nha cô chú anh chị. Đế hơi lắc lực ha, cộng nào lấy tồ. Đế đều, đế lực luôn. Cái cọng rễ này cô chú anh chị mình cắt bỏ ha. Cái này thì năm nay mình chơi bông thì ít nha anh chị, ít bông nha, tại vì mới ghép có mấy tháng nha anh chị, không có sai bông ha. Này năm sau chơi là đỉnh luôn nha anh chị. Tết là có bông nhưng mà ít. Giống này nó mạnh ngang ngửa với thỏ hương nha cô chú anh chị. Mới phượt dữ lắm phượt ha. Rồi thông số luôn đi. Này về qua Tết anh chị mình lấy bông mình ghép đấy. Đặc biệt là cái lá nó rất là đẹp nha anh chị, lá đỏ ao luôn nha. Qua hồng anh tú nè, lọc non ra. Rồi cái hoành đế này là 91, hoành thân là 28. Đây thì đang có nụ kim tay gai nha. Chiều cao là 74, tàn ngang là 82. Cái này nụ tròn cũng nhiều lắm á. Nụ tròn cũng nhiều lắm. Nè. Đặc biệt cái phôi rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cái này mình giao lưu nhiêu ní ơi. Rồi mã số 25 này em xin giao lưu của chị mình là 2.700.000 ha. Dạ 2.700.000 nha cô chú anh chị nha. Mã số 25. Rồi mã số 25 cũng là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay thì cảm ơn chú anh chị đã theo dõi clip ha. Rồi cũng rất cảm ơn chú anh chị thời gian qua ủng hộ em rất là nhiều ha. Rồi hôm nay thì mong chú anh chị mình ủng hộ nữa. Rồi cô chú anh chị mình thấy hay hãy bấm like ha, đăng ký kênh để ủng hộ ha. Em xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị. Rồi em cảm ơn anh Trạng luôn. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn rất là nhiều nha.